Xin chào tất cả quý vị và các bạn, quay trở lại với kênh Nhật Tham. Hôm nay Đạo đang đứng ở trước dãy phố Vịnh Thiên Đường. Dãy phố này là dãy phố Vịnh Thiên Đường 1. Và đây là cái căn mà Đạo muốn giới thiệu cho quý anh chị trong cái buổi đi shopping mua bất động sản trong ngày hôm nay. Cái căn này là căn đầu tiên Đạo muốn giới thiệu, là căn Vịnh Thiên Đường 1, 3 số 1 đằng sau nữa, 1111. Đó, nghĩa là dãy Vịnh Thiên Đường 1, căn số 111, liền kề Vịnh Thiên Đường 1 này. Cái căn này ấy, thì nó thuộc Vinhome Ocean Park 3, rất có nhiều ưu điểm. Thế như vậy nên là Đạo muốn giới thiệu đến quý anh chị trong cái buổi shopping bất động sản trong ngày hôm nay. Đầu tiên là phải kể đến là cái kiến trúc xây dựng của nó, thì Ocean Park 3 đây. Quý anh chị có thể thấy rằng cái căn này thiết kế rất đẹp, phong cách của nó rất là hiện đại. Đầu tiên chúng ta phải nhìn về tổng quát. Cái căn này được xây dựng 5 tầng với diện tích đất là 54m, diện tích đất 54m, mặt tiền là 4,5m. Được xây dựng 5 tầng, mặt tiền 4,5m, và diện tích xây dựng của nó là 202,8m, tổng 5 tầng. Thiết kế thì rất là đẹp. Đây là dự án của Vin. Nếu mà một con nhà phố với diện tích và được xây dựng như thế này thì thật sự rất là giá trị. Tuy nhiên, cái căn này đang được bán chỉ hơn 8 tỷ một chút thôi. Thanh toán sớm thì quý anh chị đã có thể sở hữu được một căn như thế này rồi. Nằm trong cái quần thể Vinhome Ocean Park 3 này thì vị trí của Vịnh Thiên Đường 1111 này nó có những cái ưu điểm gì? Thật ra thì trong cái khu vực dãy này thì cũng bán được rất là nhiều rồi. Thì tuy nhiên có cái căn này thì Đạo thấy rằng là nó có ưu điểm rất là tốt trong vượt trội. Thứ nhất là phải kể đến là nó tiếp ngay giáp Vịnh Paradise Bay. Ở ngay đằng sau này đó là cái khu công viên giải trí, rồi công viên tắm rất là nhiều, rất là to rộng. Thì ra đây rẽ trái, và bên đằng sau đây chính là đại lộ 4 mùa 51m. Đại lộ 4 mùa 51m thì quý anh chị, đấy là trục đường chính của cái huyết mạch vào trong dự án này luôn. Và cái cuối đường kia kìa thì chính là cái Venice Mega Grand Tour, đi thẳng xuống thôi. Cái đường này nó rất là rộng, cái mặt lòng đường này là đây phải đỗ được hai cái ô tô, đỗ là hai ô tô bên và ô tô có thể chạy nhau được. Lòng đường là 13m. Đấy, lòng đường. Còn chưa kể vỉa hè. Đây thì Vin cũng đã cho trồng các cái cây xanh ở hai bên này. Thì chỉ đợi cư dân về nữa thôi. Mọi thứ nó rất là đẹp, đường rất là sạch. Luôn bên đội vệ sinh dọn dẹp hàng ngày, sạch đẹp. Dù chưa có người về ở. Thì đây. Đây là một trong những cái căn mà Đạo nghĩ rằng nó rất là tiềm năng để có thể ở và đầu tư trong thời gian tới. Về vị trí cũng như là về giá cả rất là phù hợp. Chỉ đâu đấy tầm khoảng tăng hơn 8 tỷ, 8 tỷ 2, thanh toán sớm thôi. Thế là có thể sở hữu được một cái căn liền kề Vịnh Thiên Đường này. Sổ đỏ vĩnh viễn nhá, quý anh chị. Sổ đỏ vĩnh viễn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tầng, vừa ở vừa kinh doanh được. Vị trí vô cùng thuận lợi. Rất là đẹp. Hiện tại thì đúng là cư dân chưa về thì có thể nhìn thấy nó hơi vắng. Tuy nhiên chúng ta Đạo tin rằng quý anh chị có những cái cân nhắc và có những cái tầm nhìn từ nhiều dự án trước. Thì đặc biệt hơn là với dự án của Vingroup, của Vinhome, thì chúng ta có một niềm tin rằng là chủ đầu tư đã được nằm trong tính toán, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch để có thể kéo cư dân về. Chỉ cần cái khu vực này, chỉ cần khoảng độ 10-20 nhà về đây thôi thì giá nó đã khác rồi. Còn đâu hơn nữa thì ngay bên kia đó chính là Mega Grand Tour. Nên quý anh chị có thể thấy hoặc là xem ở những video trước mà Đạo làm, rất là tấp nập, khách du lịch đến rất là nhiều. Hay là Burabai Bay, công viên giải trí ở đằng sau đây thì rất là nhiều khách du lịch đến vui chơi và giải trí. Sớm hay muộn gì thì cái khu bất động sản này cũng sẽ có những người về đây ở. Và tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của bên chủ đầu tư rồi. Thì quý anh chị cứ yên tâm, và pháp lý tất nhiên rồi sẽ chuẩn chỉ đầy đủ hết. Sổ đỏ vĩnh viễn với những cái căn như thế này rất là xứng đáng để quý anh chị có thể là
sở hữu một cái căn vừa ở vừa kinh doanh, đâu đấy là nhỉnh 8 tỷ thôi. Còn đâu nếu mà quý anh chị vay ngân hàng thì hoàn toàn có thể vay trợ lãi suất rất là linh động. Chúng ta còn đi shopping một số căn khác. Và đây là căn thứ hai Đạo giới thiệu trong ngày hôm nay, căn Vịnh Thiên Đường 187. Đây, Vịnh Thiên Đường 187. Cái vị trí của cái căn này thì nó cũng cạnh ngay cái căn Vịnh Thiên Đường 1, cùng một dãy đấy luôn. Vịnh Thiên Đường 111 thì nó ở bên kia, ngay cái bên chỗ ngã ba này. Nghĩa là hai căn này nó sẽ đối ngược lại nhau. Một căn ở bên kia ngã ba, một căn ở bên này. Thì hai cái căn này đều chung một diện tích là như nhau, đều là 54m và 4,5m mặt tiền. Tổng diện tích xây dựng 5 tầng là 202m. Căn này thì 204m. Đều có một cái ưu điểm là rất là gần ngay chỗ vịnh Paradise Bay. Và đằng sau là cái đại lộ 4 mùa 51m. Vị trí bên này chính là Mega Grand World. Tất cả các hai căn này đều có một cái vị trí rất là tốt và giá cả nó rất là phù hợp. Đâu chỉ tầm 8 tỷ thanh toán sớm là có thể là mua được cái căn này rồi. Và hiện tại thì chủ đầu tư cũng rất là linh động, vay ngân hàng vay đến 70%, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Đây cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt, Vịnh Thiên Đường 187 cho quý anh chị, và cái giá cũng rất là hợp lý. Đây Đạo đang đứng ở chỗ vị trí căn phố biển 1133, vị trí ngay cạnh góc, sát góc luôn. Đây là căn góc, đây là căn phố biển 1133 của chúng ta trong cái chuỗi series đi siêu thị shopping này. Cái căn liền kề phố biển này có vị trí ngay cạnh chỗ công viên Paradise Place, công viên nước đó. Đầu tiên là phải cái diện tích tổng của diện tích đất của cái căn phố biển 1133 này có diện tích là 78m. Diện tích đất là 78m. Được xây vẫn là xây 5 tầng. 1 2 3 4 5. Có một cái ban công. Cái mặt tiền của cái căn phố biển này là 6m này. Mặt tiền 6m nhìn nó rất là rộng mà sang. Hầu hết là cái diện tích của nó đều được tận dụng hết. Đấy, rất là đẹp. Một mặt tiền rất là thoáng to. Vị trí rất là đẹp. Cái căn này thì giá thanh toán sớm chỉ nhỉnh có 10 tỷ. Đấy, một cái căn liền kề rất là đẹp, sổ đỏ vĩnh viễn, đang có giá là hơn 10 tỷ. Vị trí ngay cạnh chỗ công viên Paradise Bay. Mặt đường 13m, ô tô tránh nhau thoải mái. Quý anh chị có thể đổ ô tô trước cửa cũng được. Đây là toàn bộ trong cái chuỗi video series shopping số đầu tiên của Đạo trong ngày hôm nay. Đạo hy vọng rằng trong cái buổi shopping này anh chị có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể liên hệ với Đạo hoặc là comment dưới video, hoặc là có thể liên hệ với Đạo dưới cái số điện thoại ở phần mô tả. Đạo sẽ tư vấn chi tiết cho quý anh chị. Nếu mà anh chị có muốn là đi xem ở chỗ vị trí nào, đi xem bất kỳ ở căn nào hay vị trí nào trong Ocean Park 23 thì có thể liên hệ với Đạo riêng. Đạo sẽ làm video để gửi cho tới quý anh chị. Đặc biệt là với những anh chị ở xa, với những anh chị ở nước ngoài, với những anh chị bận công việc không đến xem trực tiếp được, Đạo sẽ lên series chi tiết cho quý anh chị từ trên cao, từ xem nhà trực tiếp để gửi cho quý anh chị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.